Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì nhà mình sẽ cùng với bé Nhi và bé Vi và các cháu ở nhà sẽ làm cái món cá sát kho tiêu ăn với lại rau muống xào tỏi. Giờ thì trong lúc ăn nấu cơm thì bé Nhi sẽ phụ ăn đi hái rau muống nha các bạn. Giờ con lấy cái dầm đó Nhi. Con đi đi dưới ho với cháu nè. Con lấy cái gỗ đi theo. Đúng rồi, té đó. Cái gỗ. Gỗ theo. Bữa nay ăn cơm mấy chén nè, không biết gì ăn nóng nè. Con đang đau bụng. 5 chén không? Không biết chữ hả? Ủa em không biết bơi chứ hả? Một chè. Bé tao nó hơi à. Coi bơi cho nó không? Nó tự bơi heo chứ. Hả? Em bơi là nó bơi heo chứ kìa. Vô luôn nha. Rồi, hái ra muối với chị nha. Hái mấy cọng non non không? Để không biết dùng luôn. Kẹp bên đó kìa. Mà lộn mùi chứ. Nhiều đủ chưa biết hả? Dạ đúng rồi chị. Tiên cứng có hái nhiều không? Dạ nhiều. Đâu đâu. Rồi. Chắc nhiều cũng đủ rồi, thôi mình về mình làm răng nha. Đây. Dạ. Thank you.
tiên chứ thôi, phụ gì ăn đặt con muốn đi. Chị lại biết là sao trai Nhi có ăn đậu không Nhi? Dạ sao cũng được. Ăn đậu cá gì ăn để lại cho con. Thôi bỏ gì con cá xác này ăn cái bụng là bén nhất luôn. Kiếm gì đó cá xác là cá đó đó thôi vậy. Cá xác là đố con nó thường sống đâu. Sống như nước. Hay là cá thường nói đúng rồi. Không phủ nhận là nó không sống dưới nước. Cá nào cũng sống dưới nước hết trơn. Có nào cá nào sống trên bờ không? Có. Cá gì? Cá sấu. Đặt sao cá dại ha cột. Mà nó sống dưới nước nhưng mà nó sống gần ở đâu? Chứ mấy chị nè. Cá dại. Dại hết luôn phải không? Chị này. Cá đuôi nè. Hả? Sao vậy? Ui ui ui. Nhà mình kho tiêu cũng ngon, ngon lạc lạc với chấm với rau cũng ngon, gỏi. Nhưng mà cái này mình kho tiêu để tiêu thì ăn nó ngon hơn. Cay, nó béo lắm. Nhất là cái bụng cá. Cho vừa. Vy ăn cay được không Vy? Dạ không. Vậy thôi, không có để ớt cho em. Lát để tiêu được rồi ha. Dạ. Con tiêu cũng được. Đây. Vậy con cải một bên thôi, còn một bên chừa cho con. Mà con muốn ngon cái gì con làm? Yeah. Nước mắm, còn cho bự nữa nhà không, con mở tủ rồi coi còn ra nước mắm rồi.
thôi rồi xào gì nè, cho muốn xào tỏi không? Còn cái này hành ớt vô cá như gì? Cho miếng xà miếng sủi. Con thử thêm đi nha. Con chị Vi kiểm tra lại nha. Chị Vi kiểm tra ghi nhớ và báo lại nghe coi Nhi nêm gì nha. Ở con nêm đi, một chút tỏi, một chút hành. Để hành như thế gì? Cái gì không hiểu con hỏi lại. Lại chút tỏi vô thôi ha. Ừ. Rồi trả đi. Rồi để gì vô nữa vậy? Để con lấy một chút nước màu, một muỗng nước màu, khoảng một muỗng cà phê nước màu là được rồi. Có muỗng cà phê chưa? Con lấy muỗng cà phê đi. Tại vì em không có để cái muỗng vô, tại nó không vừa. Muốn này thôi hai vàng. Nhiều thôi nha. Cứ điệu. Chút xíu đi con, chút xíu đi. Rồi được rồi đó. Cái nước màu nó đã ngọt sẵn rồi. Coi nha, được chưa? Rồi, được rồi. Một chút xíu xíu một ngọt thôi nha. Ít một ngọt thôi được. Rồi, để nước mắm vô ngay vậy. Ừ, con xé nước mắm đi, cho nó thấm. Hết luôn hay gì? Hết luôn. Con nữa thôi. Con nữa thôi. Con chị Phi kế bên kìa. Thank you.
cho nó sắc xuống nước nó sần sệt đi rồi. Cá này mình kho nước sần sệt nó ngon. Như thế nào luôn à. Làm tiêu mình gãi vô làm tăng thêm cái mùi vị của cá. Rồi xong rồi. Đem xuống ăn thôi. Thích ăn cơm gì này? Mới đi con. Món ăn nhà em đã làm xong rồi. Mời các bạn cùng dùng với gia đình mình cho vui nha. Hôm nay có cái thêm một cái món mới là cơm trộn chảo. Ngon chứ. Chảo hôm nay ngon á. Tiên nó đói quá, đói vậy. Con đói quá vậy anh ơi. Sáng không ăn cơm hả Tiên? Ừ. Mặt không ăn con. Hồi xích xích ra bánh đi, xích xích bánh đi. Thôi chị xin lỗi. Rồi, xong cuốn chảo đi phải không? Và phải dân sức vô đi. Dễ ngồi. Sao miếng giống đi rồi vậy vậy? Giang không biết nữa. Sao nó tự nhiên nó đen hả? Ờ, bé Nhi nấu á. Bé Nhi nấu. Bé Nhi nấu, bé Nhi tự xem. Thử đi, con cáo của con đi. Con có ăn không? Ngon. Hả? Ngon. Mùi vị ra sao? Thank you.
Thì của con làm rồi, con phải diễn tả cho các bạn biết mùi vị ra sao, là mai mốt các bạn có học theo nữa làm chi, đúng không? Mai được món ngon hả? Cá sao nó có béo không? Giờ bé Dương nhận xét đi. Ngon bé Dương. Được à? Được à? Được à? Được à nha. Vi này nhận xét đi Vi. Hấp vào Vi. Em phải trọng tâm đứng chính giữa, không gì tình nghĩa chị em mà cứ san sẻ không được. Đứng ngay giữa nè. Sao Vi? Nói chứ không? Bé Nhi làm ngon chứ bộ. Mới nghe được câu chí lý. Để Giang thưởng thức trước đi. Giang cảm giác ra sao đây? Con cá này mùi vị rất là béo luôn. Ngon không vậy? Ngon. Khang thích lại. Làm sao bé Nhi sẽ nấu ngon hơn nữa. Thế nào cũng cũng vượt tài năng của Giang à. Chắc chắn điều đó rồi. Đúng không? Nhỏ với hơn thôi. Có nhiều cái hay lắm. Như ăn con cá này là đố bé Vi với đố cả nhà mình. Ăn chỗ nào là béo nhất? Bụng. Bụng. Ôi sao trùng ý dữ vậy? Đây là đầu chương trình Giang có nói. Hử? Đầu chương trình Giang có nói. Tưởng con không nhớ. Giờ nhắc lại. Giang đâu có bỏ bụng đâu. Nhấp đó không vô? Nhấp tới. Con ăn cơm trộn chảo thấy sao? Dạ ngon mà nó hơi bị lạc chút xíu. Lạc không? Dạ. Con Trang mới có ăn. Bé Vi này có để muối không Vi? Dạ. Để muối không? Để có miếng à. Bữa đó còn trúng được bánh chai miếng ngọt. Ba bánh chai. Dạ. Phóng mấy phi tiêu. Hả? Con mua bao nhiêu phi tiêu? 10. 10 ngàn. 10 ngàn là 4 phi tiêu. Ba. 4 chứ. 3. 4. 3. 10 ngàn là 4 chứ. Vậy em mua nè. Con mua có 3 à. Vậy con vậy là cái 3 ngàn. 3 ngàn mấy. Là bữa đó cho em chơi cũng có 4 cây mà tao. Ủa Đinh gần đây chị có đi không? Vi có trúng gì không Vi? Bữa trúng được mấy con bi. Nước ngọt cũng có suối. Trúng. Ủa nó đâu cho lấy bia đâu. Sao vậy? Bữa em chơi quá. Ừ hả? Dạ. Cây okay, 10 ngàn. Đâu có. Sao cái trong, trong cái chỗ mà gần mà miếng cao bà bóng á. Ừ. Một cây 10 ngàn trúng non lon bia. Cái hầm rưỡi vốn. Người lần là như bữa trên mấy hộp lon sữa chắc lên làm 3 hay làm 4 gì nữa. Không. Cũng phóng phi tiêu nữa. Ủa, phóng bóng bóng á vàng. Ủa mấy Vi sao ở đây? Đó cũng định ở đây hả? Dạ không, qua bữa sau. Bữa sau em đi gia đình. Ừ hả? Dạ. Bữa hôm 2 á hả? Bữa hôm 2. Sao hai người nói chuyện này? Ủa nãy giờ giận nhau hả bé Dương? Nãy giờ giận nhau hả? Dạ bé không nói gì. Cho em Google rồi. Thì đâu có đâu. Hỏi có quen không á? Ờ, hai người nói cái luôn rồi. Hay gì đó, ta tình thương bánh thương lắm con ơi. Tự lộn với nó mà động vô không được á. Phải không? Đem đi. Cơm trộn. Cơm trộn chảo được không? Ít thôi chị. Hai giá được rồi. Chị hỏi cơm trộn chảo được không? Mẹ gì ăn xay tiêu cay thiệt chứ. Bữa mẹ xay cho con ăn hộp đó, với muối tiêu đó. Cài khủng khiếp luôn. Đây đây đây, vậy em mới cho. Sao thôi rồi, miếng nó đi. Tự nhiên đi con.
Nè ăn đi con, lát ăn trái cây. Ủa? Ủa sao chơi? Chơi sao bông lăn lặn xả vậy? Không có gió. Không sao, gió bay dèo dèo. Không biết không có gì. Biết sao nó lăn về. Cái dáng nó nghiêng á. Cái dáng trên thì nó cao mà ở dưới nó chọc qua tay đúng không con? Dạ. Nó bị chọt á. Chứ không phải đâu vàng. Không phải gì cơ. Vàng ngủ hoài mà đâu có gì đâu. Lỡ tới có anh chàng nào vô à. Sợ thôi. Ủa vàng mày muốn vàng nó cắt lại không hay vàng để đi luôn. Chừng nào hư vàng mới sửa lại chứ giờ còn ở được mà con. Vàng cho con chán. Ừ. Đây, cơm ngon đây. Ngon muốn ăn giòn quá. Xích đi thôi. Con xích đi. Món cá sát kho tiêu mình ăn với rau muống xào tỏi. Món ăn thật sự rất là ngon luôn. Nếu các bạn thấy thích món này thì nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video clip mới nhất nha. Xin chúc các cô chú, anh chị và các bạn xem clip vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye, chào tạm biệt.